chào tất cả mọi người. Bây giờ mình vào bếp mình làm bữa cơm tối cho cả nhà mình á. Hôm qua mình đi chợ đó, mọi người mình mua cái con cua hoàng đế nữa nè mọi người. Tại vì bây giờ là cái mùa cái người ta đem về bán thường lắm. Qua mình mua nó còn le que nha, mà nay sao thấy nó vậy nè. Ở đây á, đó. Con cua này ký mấy ba? Để mọi người biết không, cái con cua này á là cua sống ha, bây giờ mình sẽ đi luộc. Cua này là hôm qua mình mua là 8 đồng mấy, gần 9 đồng một ký nha. Cua ở Pháp á, cua hoàng đế á là thường á thì ta bán có hai loại, là một loại sống với lại một loại luộc chín rồi. Hôm vừa rồi mình có một cái video ăn cua hoàng đế mới vừa rồi đó, là mình ăn cua hấp chín rồi ha. Còn cua mà sống á thì nó rẻ hơn, mình về mình luộc á thì nó bán rẻ hơn. Còn cua chín mà nó hấp, nó luộc rồi thì nó có giá đắt hơn, là mười mấy đồng ba quên này. 11 đồng 90 hả? Rồi ở đây thì có hai loại cua chín hoặc là cua sống, cua chưa chín thôi ha, cua còn sống ha. Chứ không có cua ngọt, không có giá cua ngọt, cua tươi gì hết á. Tại vì ở Pháp á thì mình nghĩ là ai cũng biết giá cả của cái con cua này hết đúng không mọi người? Ở đây á, cua này rẻ rề đúng không? Hôm qua mình mua nó le que, nó còn que que nha mọi người. Sau nay nó sụi lơ cánh cút này không biết nữa. Để mình lên cho mọi người coi. Nó to đùng luôn nè. Đủ lắm. Đây mình xin mời mọi người xem cái chuyến thu hôm qua mình đi đây. Mình mua cái con cua hoàng đế á. Cái con cua hoàng đế tên tiếng Pháp là Agrenier de Mer ha, mà đây nó để tắt là Agrenier thôi. Một con, cái con cua đó một ký mấy á, mà có 13 đồng 44 cm á mọi người thấy không? Đây là cái phiếu thu hôm qua mình đi chợ đó mọi người thấy ngày tháng đàng hoàng ha. Ngày 10 tháng 12 năm 2022 nè. Đó thấy không? 11 giờ mấy tụi mình đi mua số đồ á, rồi thấy cái con cua này á nó bán quá trời nhiều luôn. Mà rẻ nữa, thôi mua con nữa về ăn chơi. Tùy theo ngày nha mọi người, có ngày nó đem về, có ngày nó không đem về nha mọi người. Qua đi chợ sơ sơ chứ cũng nhiều đó mình cũng. Ở đây có một cái nồi nước sôi nha mọi người. Mình bắt nước sôi lên rồi đó. Ở trong cái nồi mình có bỏ một chút xíu muối hột. Rồi giờ mình để con cua vô mình luộc nha. Để cho nó sức càng xuống thôi. Quá chừng mấy ồn hơn quá. Nó mà giải giải là chắc mình chạy quá. Đó. Cho nó xếp càng xuống hết chứ không. Chế miếng nước sôi nó cho nó nóng lên luôn. Mình luộc trong vòng 25 phút là được. Cái việc mình gọi là mung cua. Cái mung. Gà với nấm nè, với gà mình nấu gà này. Ở đây gà thì như là hôm qua nó giảm giá nha mọi người, gà này hiện tại nó đang giảm giá đó, có 5 đồng 86 ký là bình thường nó là 7 đồng mấy ký á, phải không? Nay nó lên 7 đồng mấy 8 đồng đó chứ. Còn gà này ký mấy mà có 7 đồng 20 thôi, hôm qua mình thấy giảm giá đó, nuôi con về nấu cháo. Nhầm lúc giá rẻ đỡ dễ sập. Cô này luộc chín rồi mình bắt bếp. Giờ mình sẽ gấp ra. Nóng chín rồi đó không? Rồi cho nó ngậm đây đi. Lên mình luộc gà một chút xíu muối nha, xíu đường thôi nè. Mình để từ nước luộc gà trong nước nguội nha, cái nấu xong cái mình đun cho sôi lên, mình hạ lửa nhỏ xuống. Ở đây là mình ăn cái bánh canh nội của Kore á, là của Hàn Quốc đó mọi người, ngon lắm.
này nó bán 2 đồng, 2 lần 3 đồng hả ta? Cái gì cũng lên hết. Một gói nha, một gói có 3 cái tép nhỏ vậy thôi mà như là 3 đồng mấy rồi. Cái hàng này mình luộc chín rồi nè, mình sẽ xé ra. Gà này là gà chạy bộ nha mọi người. Cứng nghe xương cứng nhất. Chà, anh Thái luộc gà nè mọi người. Cái phần luộc gà là anh Thái làm á, bỏ da. Mình xé ra. Trời, mọi người thấy không? Gà thì gà chạy bộ mà. Ngon ghê luôn. Xương cứng ghê. Này á, mình không có cần xào nấm nha, mình cho thẳng vô luôn, cho hết nấm này vô. Này có nấm gan bò, nấm mồng gà với nấm chân cừu, có thông pét từ rau mọt. Thông pét từ rau mọt có mấy tay nữa nè, bốn loại nấm ha. Nói chung cho nó sôi lên cái nấm chín nữa rồi nêm nếm lại vừa ăn là được rồi đó. Bánh canh đó mình nêm chút xíu đường, chút xíu muối với nếu mình thích cho đậm đà mình bỏ thêm chút xíu bột nêm nữa ha. Mình không có nêm nước mắm vô đây, khi nào mình ăn đó mình mới nêm nước mắm vô tô ha. Không để nấm chín là ăn được rồi đó nè. Gái mình nó thích ăn nấm mồng gà. Ngọt lắm, canh ngọt dữ lắm. Mình nêm muối với đường á, chút xíu đường thôi. Với chút xíu bột nêm thôi đó mà nó ngọt quá trời ngọt luôn. Hành phi. Cho miếng hành phi lên nó luôn. Rồi rắc nước tiêu lên. Rồi. Vô đi. Xin mời mọi người. Đang tới giờ ăn cơm tối của gia đình mình rồi. Chị có chào. Chào chị có. Cucu, xin chào mọi người. Chào, hôm nay sao mình làm cái mặt mình giống người thượng dữ vậy trời. Ủng hộ đội tuyển Pháp thắng đội tuyển Anh, đội Anh 2-1. Mừng quá chừng luôn mọi người. Hôm nay nhà mình ăn bánh canh ha. Ăn bánh canh với có con cua hoàng đế. Đây nè, có thịt gà măng xé mà măng không có đổ vô tô nha ba. Xong rồi có xí quách. Xí đây quách nha. Đây nữa nè. Có ăn thì còn mình ăn bánh canh trước xong rồi mình ăn cua sau. Ủa. Nha, hôm nay mình có cái kèm nữa nè. Cái kèm mới mua cua cái mua luôn. Xin mời mọi người nha mọi người. Xin mời mọi người ăn bánh canh cùng gia đình mình nha. Bánh canh nóng. Mình hơi ho mình lấy khăn chồng cổ rồi. Giờ quần mình buổi sáng là 3 độ. Ớt đi. Này có muối tiêu chanh để chấm sao cắt ớt ba. Muối tiêu chanh đâu ớt. Ớt bỏ ớt ăn cũng được. Còn nó cay nó quay còn. Đâu cay đâu. Để chấm con cua hoàng đế. Ăn đơn giản ha. Wow. Mấy món này là mình làm đơn giản. Rất là mau lẹ. Có lạc cho nước mắm thêm nha ba. Nấm này quá ngon. Cho thêm nước mắm. Được rồi.
mặt giống người thượng quá. Người thượng gì? Thượng. Cái người đã dùng tập tử số, người ta hơi vẽ mặt mày kìa. Hiểu không? Ừ, đúng. Ngon quá. Được lắm, khỏi ăn thịt gà luôn cũng được. Bạn không? Được thịt gà luôn. Chồng nước mắm vô nãy mình nhìn nước mắm rồi chứ mà ít lắm. Bạn vừa. Tại vì khi mình nấu bánh canh á, mình không có nhìn nước mắm vô trong bánh canh, khi mình ăn mình mới để vô. Quá dễ. Quá ngon luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Mùa đông mà ăn súp thì thôi, ấm lòng luôn ha, đã. Ngon quá. Thật gì nha sếp? Có em. Tại hôm hồi sáng hôm qua hai chồng đi vô chợ cái thấy nó đổ đống lên luôn. Chợ nào mùa này cũng bán nhiều lắm á. Cái thấy giá cũng phải chăng 8 đồng mấy. Đem mua đem về ăn để ăn mừng đạo pháp nữa. Đạo pháp chiến thắng. Là khoe trên đó hết là gì? Gọi là áp hè sau đó pháp mặc đi hả? Mẹ người đi. Thứ tư. Pháp đi gặp với làng thằng Ma Gốc ha, với mấy cái đội kêu bằng thằng thôi, đội Ma Gốc. Thì bây giờ Pháp thắng được trận nào mình mừng trận đó thôi, chúc mừng. Rồi cái đèn phần là khó không? Ở giỏi không? Nhà của mình ai cũng mê đá banh hết cho mọi người. Còn riêng mình là mình mê đá banh từ lúc mình 10 tuổi ở bên Việt Nam. Mọi người nha, biết không? Lúc mà nhà mà có cái truyền hình, cái tivi mà trắng đen á, nhà của ba mình á, mà mọi người biết hồi đó ít có ai có truyền hình, có tivi. Nhà ông ngoại ở xóm đó, hình như là ông ngoại có cái ông xóm, hàng xóm bên kia nữa là hai người thôi. Vui quá trời luôn. Bà con hàng xóm á, tới mùa đá banh trâu thôi đi lại nhà, đông ối là đông, coi vui lắm. Kỷ niệm còn nhớ hoài. Có mấy người hàng xóm giờ cũng còn nhắc con nhỏ rồi khuya đó, cái thức khuya coi đá banh á, cái đi bắt cóc về nấu cháo ăn cháo khuya để coi đá banh đó mọi người. Mình mê đá banh từ lúc mình 9-10 tuổi á. Hồi đó mình đi chơi đá banh á với mấy đứa bạn hàng xóm, mấy đứa hàng xóm ở dưới toàn là con trai, mình đi ra ngoài ruộng á chơi đá banh. Có mình là con gái thôi. Thiếu cầu thủ. Không ai chơi, gái không ai chơi với mình. Họ sống lại chơi đá banh với mấy thằng trai cũng cũng chết. Vui quá chừng, nghĩ là vui quá. Qua thấy một Pháp thắng mừng quá trời mừng. Tối anh thấy anh ngủ anh cười hoài à. Này, đang thắng, ngủ mà cười. Đội Pháp mà thua cái là ổng ngủ rủ luôn, nói chuyện ổng cọc luôn nha mọi người. Ảnh đó kỳ lắm, mình cũng buồn nhưng mà ảnh cọc luôn á, ghê lắm, nguy hiểm. Tới nay mình cũng chưa có chân dọn nhà cửa hay gì trơn á, tại vì mình còn giữ trẻ em á, còn làm việc. Khi nào tụi nó về là mình nghỉ, bà nghỉ được cả nhà mình nghỉ phép được một tuần lễ Noel ha, con gái mình thì hai tuần, mấy đứa học trò nó nghỉ hai tuần, mình tụi mình nó nghỉ con tuần, người lớn rồi tụi mình á. Em chỉ xin dọn nhà cũng chỉ có một tuần. Thứ bảy này á, thứ bảy tới đi ha, là ha, thứ bảy tới á tụi mình đi nhặt nấm nha mọi người. Lạnh lắm nhưng mà mình vẫn đi, tại vì mình thấy mọi người thích xem nhặt nấm á, cho nên mình cũng ráng. Với lại tụi mình cũng ghiền phần đó mọi người. Cái nấm này là tới tháng 2 mới hết. Nhặt nấm hết ghiền luôn, lạnh tê tay luôn, đi tê chân tê tay mà vẫn đi. Cái nấm này nè ăn rất là ngon nha.
nấm gan bò, ăn giòn giòn sực sực ngọt thơm. Có một bạn nó hỏi mình chứ cái nấm này ăn sao, cái vị nó ra sao, làm những món gì ăn. Rồi ở bên Việt Nam không thấy, thì mình theo mình biết đó là ở Việt Nam đó, người ta có mua, một người ở Đà Lạt đem ra bán đó, người ta nhặt cách mà rất là đắt, hình như là 1 triệu euro một ký, 1 triệu đồng Việt Nam một ký. Mình có tham khảo trên mạng đó, bạn vào mạng bạn xem ha, bạn bấm lên là nấm gan bò thì bạn sẽ thấy. Thì cái nấm này mình ăn rất là, mình làm rất là được nhiều món nha, ăn giống mình làm giống như nấm mối vậy đó, phải quê mình á, hoặc là nấm đùi gà, ở bên mình có nấm đùi gà làm vậy đó, hay hoặc là nấm mỡ rồi đó, cũng giống vậy đó, nhưng mà cái nấm này á, là ngọt mà thơm lắm, thơm hơn luôn, tại vì cái nấm này đắt tiền hơn mấy nấm kia nha, nấm gan bò. Còn cái nấm mồng gà là chắc mọi người chắc cũng biết ha, ăn dai dai ngọt lắm, cũng làm được nhiều món luôn. Cái nấm này đổ bánh xèo ăn hết sảy. Bánh xèo hoặc là trứng. Đặc biệt nấm gan bò mình không có đổ bánh xèo bao giờ hết á, mình chỉ đổ nó bánh xèo với nấm gà mồng gà thôi. Hút hết cái này xong ăn cua ha. Khó cần thịt gà luôn hả? Ba thịt gà nào đó. Có. Chấm nước mắm càng đen. Được hai tay. Đây nữa nè. Nấm càng đen. Thơm tết đều làm mọt. Để lâu hương dữ ha. Ở nhà mình ăn ít á, có ba người ăn cho nên mình không có làm. Chứ mình biết làm bánh canh đó nha. Làm cái con bánh canh nữa không? Cái bột nè. Nhưng mà có ba người ăn là thôi đi mua cho rồi. Giờ lên 3 đồng á, 3 đồng mấy á? Là cực. 3 tép. Nếu rảnh thì làm cũng được mà ăn nhiều cả. Còn nhà mình có 3 người làm gì? Có 3 người ăn bao nhiêu? Nếu nhà đông á, gia đình đông đông á thì mình làm nó lợi hơn ba mua mất. Nấm này xào với đậu hũ đúng không? Nấm gà bò. Kho với đậu que ngon lắm. Làm món tây, món ta gì rất là ngon. Giờ ăn cua mọi người. Này là muối phi chanh. Để cái kìm này ba làm cho. Mới mua cái kìm nè. Kìm kia mất, phải mua lại nha. Đó, mình lại thấy ăn cua này bự hơn bữa hổm ha. Ngon luộc rồi con. Ngọt lắm rồi. Cua này ngọt lắm. Dành lấy cái bự trong đây dễ hơn mà. Mà cái này ăn được. Xí 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 được được. Đó, ăn cái cắt mà lấy. Mà bấm cái nhỏ đi. Mày dân hết sức. Quá là. Bột. Đó. Đó, ăn mấy cái nhỏ ăn đơn nhá. Ăn cua nè con. Cha này nát hết này xanh. Còn nhiều quá. Còn nhiều quá. Cái gì ăn cua không ba? Ừ. Này cứng ghê nha. Cái này chắc phải lấy cái kẹp cỡ kèm, cái kèm cái loại kim, hai cái kèm, hai cái kèm mới được. Cái kèm mà loại cho bóp cái này, cái kèm mà bóp cái nhỏ cái lớn đó. Này chắc bóp cái nhỏ quá, ba bóp còn không nổi nữa mà. Cứng lắm rồi. Mà sao? Rồi cái này được. Rồi con ăn nó đi chứ. Mấy cái đồ này vô mắt là tiêu. Nhắm mắt lại. Cua này á, mà nó bán gì cái chân không á, ăn mềm ha. Cái vỏ mềm xào à. Cái chân bự. Mà cái chân nó bán cái chân phơi men á, nó mềm. Tại này á mình đi mua mà mua cái con cái không có. Cái... Nó nói chuyện này đem cua đực không à? Cua cái nó mềm chứ cua cái ngon hơn nha. Nó mềm hơn. Wow. Rồi này cái được. Wow, con ơi. Bán cái này là nặng. Thôi để đó đi. Đó, mọi người.
Wow, miếng nước bọc hết. Ba ăn mà rửa tay chứ. Nó trồng tầng kia kia nó ăn. Okay. Ăn xong hết bọc đi. Xong rồi rửa tay đi làm đồ vo đi. Mới chưa? Ngọt hơn cua mình mua chín ha. Chấm muối tiêu chanh. Tuyệt vời. Bữa tối của gia đình mình đến đây là xong rồi đó mọi người. Xong rồi. Rồi mình cũng xin được kết thúc video ở đây nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Hẹn lại ở video sau.